Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong hiệp 1 trận đấu với Australia ở tại lượt trận thứ 2 bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã có được một thế trận rất hợp lý. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo phòng ngự chặt chẽ, hiệu quả và luôn biết cách tạo ra khó khăn cho hàng thủ của đối phương mỗi khi tổ chức tấn công. Ngoài tình huống của Quang Hải thoát xuống ở những phút đầu của trận đấu, đội tuyển Việt Nam còn tạo ra một pha bóng rất đáng chú ý và suýt chút nữa thì đã biến thành bước ngoặt của trận đấu. Phút 28 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam tổ chức tấn công và ở tư thế thuận lợi, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã liên tiếp có hai cú sút bằng cả hai chân từ phía ngoài vòng cấm của Australia. Bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Australia và trọng tài chính đã phải tạm dừng trận đấu để kiểm tra lại tình huống này. Tuy nhiên, khá đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam là sau khi tham khảo VAR thì trọng tài chính đã xác định đây không phải là một quả phạt đền cho đội chủ nhà. Về tình huống này, trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền nói rằng khi mà tổ VAR đã ra tín hiệu cho trọng tài chính tham khảo lại, tức là pha bóng này là họ phát hiện ra là bóng đã chạm tay hậu vệ của Australia. Việc còn lại là trọng tài chính nhận định ra sao về tình huống nói trên mà thôi. Ở đây tôi xem xét pha bóng trên hai khía cạnh. Đầu tiên là có cố tình hay không cố tình dùng tay chơi bóng. Và thứ hai là tay của hậu vệ Australia có phình ra bất thường để cản bóng hay là không. Đầu tiên phải nói rằng là hậu vệ của Australia không cố tình dùng tay chơi bóng bởi vì anh ta đã quay mặt đi. Nhưng cánh tay của hậu vệ này đã giang ra khiến cho cơ thể của anh ta cũng phình ra to một cách bất thường, cản đường đi của trái bóng. Cho dù là bóng trúng khuỷu tay thay vì là cánh tay thì vẫn phải tính lỗi ngăn cản đường bóng bằng tay. Thế nên theo nhận định của tôi thì quả này đội tuyển Việt Nam phải được hưởng phạt đền. Như vậy thì dựa trên quan điểm của trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Dương Văn Hiền thì đội tuyển Việt Nam đã mất oan một quả 11m, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội rất lớn để mở tỷ số. Bởi vì sự thiếu chính xác trong nhận định của trọng tài Abdulrahman Azassim người Qatar. Cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn thì lại bình luận rằng trọng tài Qatar đã đánh giá qua VAR và ông cho rằng đây là tình huống không cố ý dùng tay chơi bóng của hậu vệ Australia. Đây là tình huống bóng tìm đến khuỷu tay của anh ta và tay cầu thủ này là phòng ngự tự nhiên, bình thường, không làm to cơ thể. Khi mà xác định là cầu thủ không có lỗi thì tất nhiên là cũng không có phạt đền và cũng không có thẻ phạt. Theo như cựu trọng tài V-League này thì đây là tình huống tay đưa ra rất tự nhiên. Cầu thủ phòng ngự của Australia đã trụ chân và xoay người cản bóng cho nên mới đẩy tay ra tự nhiên như vậy. Nếu như bóng chạm vào phần cánh tay thì trọng tài có cơ sở để thay đổi nhận định của mình. Trọng tài Tuấn đang làm giám sát trận đấu ở V-League và ông từng làm trọng tài và cũng từng là cầu thủ. Ông cho rằng là trọng tài Abdulrahman đã có một quyết định chính xác. Trong khi đó đánh giá về tình huống trên, cựu danh thủ Phạm Như Thuần đã đưa ra nhận xét theo kiểu nước đôi. Là hiện tại với công nghệ VAR, những pha bóng nhạy cảm đều được xem đi xem lại để có được sự đánh giá thật chính xác. Trọng tài đã xem kỹ tình huống nói trên và ông ta có đủ thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng. Theo tôi thì việc không được hưởng phạt đền ở tình huống này thì đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận thôi. Nếu như đó là điều ngược lại, đội tuyển Việt Nam được đá phạt đền thì tôi nghĩ là đội tuyển Australia cũng không có gì để phàn nàn cả. Về phía nhà báo Minh Hải, người cũng có mặt ở trường quay thì có quan điểm là chắc chắn là đông đảo cổ động viên Việt Nam cảm thấy tiếc nuối. Trong pha bóng đó, cầu thủ của Australia đã khiến cho cơ thể mở rộng và đúng là bóng đã chạm vào tay. Bất cứ ai theo dõi tình huống này và xem quay chậm thì cũng đều thấy rất rõ ràng. Nhưng trọng tài hẳn là có lý do bởi ông ta cũng mất rất nhiều thời gian để phân tích rồi mới quyết định đây không phải là một quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy cho đến thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 4 lần chịu ảnh hưởng từ VAR kể từ Asian Cup 2019 cho đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 3 trong 4 lần chịu sự can thiệp của VAR tính đến hiện tại thì đội tuyển Việt Nam đều đối mặt với tình huống bất lợi. Lần đầu tiên tuyển Việt Nam tiếp xúc với VAR đó là ở trận tứ kết Asian Cup 2019 trong trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản. Trong trận đấu này có 2 quyết định được trọng tài chính Mohamed Abdullah Hassan đưa ra sau khi tham khảo VAR. Đầu tiên đó là tình huống đánh đầu đưa bóng vào lưới của Đặng Văn Lâm của hậu vệ Maya Yoshida ở phút thứ 24 của trận đấu. Sau khi tham khảo VAR, bàn thắng của Yoshida đã không được công nhận khi mà trọng tài xác định là trung vệ của Nhật Bản đã để bóng chạm tay trước. Tỷ số 0-0 được duy trì tận phút thứ 53 của trận đấu trước khi trọng tài người UAE dừng trận đấu để tham khảo VAR sau một pha va chạm của Bùi Tiến Dũng với Ritsudoan ở trong vùng cấm của đội tuyển Việt Nam. Và lần này thì đội tuyển Nhật Bản lại được hưởng phạt đền và đã ghi bàn duy nhất loại thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Hơn 2 năm sau kể từ trận thua ấy, đội tuyển Việt Nam lại được tiếp cận với VAR khi vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong trận đấu gặp Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước khi bước ngoặt đến ở đầu hiệp 2, sau pha cản phá bóng ở trong vòng cấm của Đỗ Duy Mạnh.
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính người Uzbekistan đã nhận định rằng bóng chạm vào tay của Duy Mạnh và đã cho Ả Rập Xê Út được hưởng một quả phạt đền. Bên cạnh đó, trung vệ của đội tuyển Việt Nam còn nhận thêm 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Ở trận đấu tiếp theo trước Australia, đội tuyển Việt Nam một lần nữa gặp bất lợi sau sự can thiệp của VAR trong lần đầu tiên được ứng dụng công nghệ này ở trên sân Mỹ Đình. Cú sút của Nguyễn Phong Hồng Duy đưa bóng chạm tay hậu vệ đội khách trong vòng cấm, thế nhưng trọng tài Abdul Rahman đã không cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được hưởng phạt đền. Bàn về trận đấu này, có thể nói là đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu coi được. Trận đấu trước gặp Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam đã có hiệp 1 chơi tuyệt vời và kết thúc được với tỷ số 1-0 nghiêng về các chiến binh sao vàng. Trước Australia ở trên sân nhà Mỹ Đình, hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số ngược lại với một bàn thắng tính cho đội khách đến từ Châu Đại Dương. Song để so sánh thì hiệp 1 của trận đấu với Australia thậm chí còn được đánh giá là tuyệt vời hơn cả trận đấu trước Ả Rập Xê Út. Là bởi ở trận đấu trước, cho dù là Quang Hải sớm đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3 và các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo giữ vững được tỷ số ấy cho đến khi hồi còi kết thúc hiệp 1 được vang lên. Song giữa đấy lại là hàng loạt những tình huống chết người khi mà Ả Rập Xê Út tận dụng rất tốt khoảng trống mênh mông giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của chúng ta. Còn ở trận đấu này thì lỗ hổng ấy đã bị bịt kín hoàn toàn khi đội tuyển Việt Nam chơi cực kỳ gắn kết giữa hai tuyến này, biến đội hình trở thành một khối thống nhất và có sự kết dính vô cùng chặt chẽ. Không những là bịt kín hoàn toàn khu trung lộ, họ còn khiến cho những pha đưa bóng ra biên của đối phương trở nên vô hại. Thêm nữa, Quang Hải còn có được cơ hội cực kỳ tốt ngay ở đầu trận đấu, song có lẽ mặt sân đã khiến cho tiền vệ này kết thúc không được như ý ở cự ly gần. Trái ngược với hình ảnh chơi hoàn toàn lép vế ở trận đấu trước, sự gắn kết và máu lửa khiến cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không những là hóa giải thành công những pha tấn công của đối phương mà còn cực kỳ tự tin chơi theo kiểu ăn miếng trả miếng trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí nếu như may mắn hơn, Hồng Duy có thể kiếm về cho đội tuyển Việt Nam được một quả phạt đền ở phút thứ 28 của trận đấu khi mà một cú sút căng của anh đã đưa bóng chạm tay vào cầu thủ của Australia đứng ở trong vòng cấm địa. VAR đã vào cuộc và sau khi xem xét cực kỳ cẩn thận, các trọng tài xác định rằng không có phạt đền, cho dù tay của cầu thủ đội bạn đã khá xa người. Song hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, kéo đằng này thì lại thòi ra đằng kia. Vẫn còn đấy đẳng cấp hơn hẳn của các cầu thủ Australia và giữa lối đá gắn kết của mình, đội tuyển Việt Nam lộ ra điểm yếu là những tình huống bắt việt vị đầy phiêu lưu và sai lầm. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam ít nhất đã bắt việt vị sai lầm để cho cầu thủ bên cánh phải của đội bạn lẻn xuống và suýt chút nữa thì đã gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Và bàn thắng mà Hustik đánh đầu tung lưới Đặng Văn Lâm ở phút thứ 43 đến từ một tình huống như thế. Một quả tạt cánh trái không quá khó, thậm chí bóng còn đập đất nảy lên. Song mải bắt việt vị, các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã để quên mất Grant nơi cánh phải băng lên và đánh đầu vào góc xa khung thành của Đặng Văn Lâm. Hiệp 1 kết thúc rất tuyệt vời nhưng hơi đáng tiếc. Gần 5 năm về trước, đội tuyển Thái Lan của huấn luyện viên Kiatisak cũng đã có một trận đấu để đời trước chính Australia ở trên sân nhà, dù rằng bị đội bóng được đánh giá là mạnh hơn mình rất nhiều đã dẫn trước. Ngày ấy, thầy trò Zico Thái đã khiến cho Australia phải toát mồ hôi hột mới có được trận hòa 2 đều. Trận đấu ấy, sau khi dính bàn thua trước, Thái Lan chơi cực kỳ thăng hoa với những miếng đánh đầy sắc bén được phát triển bằng nhạc trưởng Chanathip Songkrasin. Hiệp 2 trận đấu ở trên sân Mỹ Đình cũng được khởi đầu như thế, tung Văn Toàn vào để thay cho Tuấn Anh. Các chân sút của đội tuyển Việt Nam thi nhau uy hiếp khung thành của đối phương. Thế trận nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Phút thứ 63, Đức Huy được tung vào sân để thay cho Phan Văn Đức để tăng cường sự chắc chắn nơi tuyến giữa, trực chờ cơ hội để tạo điều kiện cho Quang Hải, Văn Toàn và Tiến Linh tỏa sáng. Những pha bóng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực kỳ nhuần nhuyễn của đội khách đã phải mướt mồ hôi. Lần lượt Tiến Linh, Văn Toàn rồi Hoàng Đức có cơ hội của mình sau sức ép chút lên khung thành của thủ môn Ryan. Song như thế là chưa đủ để có được bàn thắng cắt đứt chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp của Australia ở vòng loại World Cup 2022. Phút thứ 87 thêm một lần nữa và cũng là lần thứ 3 trong trận đấu này, Australia đưa bóng thành công vào lưới, song bàn thắng đã không được công nhận do việt vị. Vẫn chưa có nổi điểm nào sau 2 trận đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, song các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể ngẩng cao đầu sau 2 trận đấu cực kỳ cảm xúc. Trận đấu trước, VAR là bước ngoặt lớn nhất khiến cho đội tuyển Việt Nam thất bại và trận đấu này VAR thêm lần nữa sát muối vào nỗi đau của họ. Chẳng qua là số phận chưa gọi tên đội tuyển Việt Nam mà thôi. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.